Trước đây cũng có những tác giả cho rằng tên Thủ Dầu Một có nguồn gốc từ tiếng Khmer Campuchia, nhưng phần đông tác giả khác đều nghĩ Thủ Dầu Một là một cụm từ tiếng Việt được hình thành từ sự kết hợp giữa hai thành tố. Thủ có nghĩa là dữ, dầu một là tên đất được cấu tạo theo cách tên một loài thảo mộc, đồng thời là từ chỉ số lượng. Theo truyền khẩu, vì đồn binh canh giữ tại huyện Lý Bình An nằm trên ngọn đồi có cây dầu lớn, người ta quen gọi là Thủ Dầu Miệt, trong đó thủ là dữ, còn miệt là vùng đất giống như miệt xứ, nên tên gọi Thủ Dầu Một ra đời. Dưới thời nhà Nguyễn, vùng đất Thủ Dầu Một ngày nay là trung tâm huyện Bình An, phủ Phước Long, tỉnh Biên Hòa. Lý sở huyện Bình An khi đó đặt tại thôn Phú Cường thuộc Tổng Bình Điền. Đến thời Pháp thuộc, huyện Bình An tách khỏi tỉnh Biên Hòa để thành lập tỉnh Thủ Dầu Một. Tỉnh Thủ Dầu Một được chia làm 3 quận: Châu Thành, Hớn Quản, Bù Đớp. Lúc này, làng Phú Cường vừa đóng vai trò là quận lỵ quận Châu Thành và tỉnh lỵ tỉnh Thủ Dầu Một.